Lịch sử toán học, môn khoa học quan trọng nhất của nền văn minh nhân loại. Toán học là môn khoa học đề cập đến logic của con số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Toán học có trong mọi thứ xung quanh chúng ta, trong tất cả mọi thứ mà chúng ta làm. Tính từ khi lịch sử bắt đầu được ghi lại, phát hiện toán học đã đi đầu trong mọi xã hội văn minh, được sử dụng ngay cả trong những nền văn hóa nguyên thủy nhất. Nhu cầu của toán học sinh ra dựa trên mong muốn của xã hội. Xã hội càng phát triển, nhu cầu tính toán càng phức tạp hơn. Nguồn gốc của toán học. Trước khi những văn tự cổ nhất xuất hiện, đã có những bức vẽ cho thấy con người có một lượng kiến thức nhất định về toán học. Ví dụ, các nhà cổ sinh vật học đã khám phá ra các mảnh đất thổ hoàng trong một hang động ở Nam Phi, được trang trí bằng các hình khắc hình học với thời gian khoảng 70.000 năm trước công nguyên. Tại các di khảo tiền sử được tìm thấy ở châu Phi và Pháp, thời gian khoảng giữa 35.000 trước công nguyên và 20.000 trước công nguyên cũng cho thấy tổ tiên loài người đã có những cố gắng sơ khai nhằm định lượng thời gian. Các bằng chứng còn tồn tại cho thấy việc đếm số vào thời sơ khai chủ yếu là do phụ nữ thực hiện. Phụ nữ đã dùng các vạch để đánh dấu chu kỳ sinh học hàng tháng của mình trên xương hoặc đá. Bên cạnh đó, các thợ săn cũng sử dụng việc đếm số để xem xét số bầy thú hay số con thú trong mỗi bầy. Xương Isango, còn gọi là cây gậy Isango, được tìm thấy ở thượng nguồn sông Nin, phía bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc thời kỳ 20.000 trước công nguyên, là bằng chứng cổ xưa nhất về ứng dụng toán học trong lịch sử loài người. Khúc xương dài 10,2 cm ở một đầu đoạn xương được gắn một mẫu thạch anh. Nhiều vết khắc trên xương được tập hợp một cách có tổ chức, phân chia thành các nhóm ở trên ba cột. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã đầu tư rất nhiều thời gian để nghiên cứu ý nghĩa của những vết khắc đó. Hiện nay, đốt xương Isango đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Sciences Naturales ở Brussels của nước Bỉ. Người Ai Cập vào thiên niên kỷ thứ 5 trước công nguyên đã vẽ các bức tranh về thiết kế hình học và không gian. Người ta đã khẳng định các hòn đá tế thần ở Anh và Scotland từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên đã bao gồm cả các ý tưởng hình học như hình tròn, hình elip và bộ ba Pythagore trong thiết kế của nó. Nền toán học Ấn Độ cổ đại nằm vào khoảng năm 3000 đến 2600 trước công nguyên ở nền văn minh thung lũng Indus, văn minh Harappan của Bắc Ấn Độ và Pakistan. Các dụng cụ toán học tìm được bao gồm một thước đo cơ số 10 với độ chia nhỏ và chính xác, một dụng cụ vỏ sò hoạt động như một chiếc compa để đo góc trên mặt phẳng, và một dụng cụ để đo vị trí của các sao nhằm mục đích định hướng. Do các bản viết tay vẫn chưa được giải nghĩa, nên người ta biết được rất ít về các dạng viết của toán học Harappan. Tuy nhiên, các nhà sử học tin rằng nền văn minh này đã sử dụng hệ đếm cơ số 8 và đạt được các kiến thức về tỷ lệ giữa chu vi của đường tròn đối với bán kính của nó, do đó tính được số pi. Toán học Lưỡng Hà, thời kỳ cận cổ đại. Toán học Babylon ám chỉ bất kỳ nền toán học nào thuộc về cư dân Lưỡng Hà, tức là Iraq ngày nay, từ buổi đầu Sumer cho đến đầu thời kỳ Hy Lạp hóa. Nó được đặt tên là toán học Babylon, do Babylon, trung tâm nghiên cứu, nơi đã không còn tồn tại sau thời kỳ Hy Lạp hóa. Các nhà toán học Babylon về sau đã cùng với các nhà toán học Hy Lạp để phát triển toán học Hy Lạp. Sau đó, dưới đế chế Ả Rập, Iraq hoặc Lưỡng Hà, đặc biệt là Baghdad, một lần nữa Babylon trở thành trung tâm nghiên cứu quan trọng cho toán học Hồi giáo. Đối lập với sự thiếu thốn nguồn tài liệu của toán học Hy Lạp, sự hiểu biết về toán học Babylon đến từ hơn 400 miếng đất sét khai quật được từ những năm 1850. Người Babylon viết lên đất sét bằng ký tự cuneiform khi nó còn ẩm, sau đó thì đem nung cứng trong lò hoặc bằng nhiệt từ mặt trời. Bằng chứng sớm nhất về các văn tự toán học là từ thời những người Sumer cổ đại, những người đã xây nên nền văn minh sớm nhất ở Lưỡng Hà. Họ đã phát triển một hệ đo lường phức tạp từ năm 3000 trước công nguyên. Khoảng năm 2500 trước công nguyên trở về trước, người Sumer đã viết những bản nhân trên đất sét, giải các bài tập hình học và các bài toán chia. Dấu vết sớm nhất của hệ ghi số Babylon cũng là trong khoảng thời gian này. Một lượng lớn các tấm đất sét đã được phục hồi là vào khoảng năm 1800 trước công nguyên tới 1600 trước công nguyên, bao gồm các chủ đề về phân số, đại số, phương trình bậc 3 và bậc 4, các tính toán về các bộ ba Pythagore. Các tấm này cũng bao gồm cả bản nhân, bản lượng giác và các phương pháp giải phương trình tuyến tính và phương trình bậc 2. Tấm đất sét
IBC 7289 đã đưa ra một xấp xỉ của số căn bậc 2 chính xác tới 5 chữ số thập phân. Toán học Babylon được viết bằng hệ cơ số 60. Do việc này mà ngày nay ta sử dụng 60 giây trong 1 phút, 60 phút trong 1 giờ và 360, tức là 60 x 6 độ, trong một vòng tròn. Các tiến bộ của người Babylon trong toán học phát triển dễ dàng, bởi vì số 60 có rất nhiều ước số. Không giống người Ai Cập, Hy Lạp và La Mã, người Babylon có một hệ ghi số với cách viết số chia theo hàng. Trong đó, các chữ số viết ở cột bên trái thể hiện giá trị lớn hơn giống như hệ thập phân. Thế nhưng họ lại thiếu một ký hiệu tương đương dấu thập phân, do đó hàng trong cách viết số này được suy ra từ ngữ cảnh. Toán học Hy Lạp cổ đại, thời kỳ rực rỡ. Toán học Hy Lạp ám chỉ toán học được viết bằng tiếng Hy Lạp. Các nhà toán học Hy Lạp sống ở các thành phố rải rác trên toàn bộ địa Trung Hải, từ Ý tới Bắc Phi, nhưng lại thống nhất về văn hóa và ngôn ngữ. Toán học Hy Lạp đôi khi được gọi là toán học Hellenistic, Hy Lạp hóa. Toán học Hy Lạp đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với các nền văn hóa trước đó. Tất cả các ghi chép còn tồn tại của các nền toán học tiền Hy Lạp đều cho thấy việc sử dụng suy luận quy nạp, nghĩa là các quan sát liên tục được sử dụng để lập nên các phép đo dựa trên kinh nghiệm. Trong khi đó, người Hy Lạp đã biết sử dụng lý luận logic để đạt được các kết luận từ các định nghĩa và tiên đề. Có thể nói, toán học Hy Lạp bắt đầu với Thales và Pythagore. Thales được xem là một nhà triết gia đầu tiên trong nền triết học cổ đại Hy Lạp, là cha đẻ của khoa học. Tên của ông được dùng để đặt cho một định lý toán học mà ông phát hiện ra. Ông cũng là người đưa ra các bằng chứng suy luận đầu tiên và phát triển 5 định lý cơ bản trong hình học phẳng. Trong khi đó, Pythagore được biết đến là một nhà khoa học và toán học vĩ đại, người đã nghiên cứu tỷ lệ hình học, mặt phẳng và lý thuyết số. Ông đã thành công trong việc chứng minh tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ và nổi tiếng nhất nhờ định lý toán học mang tên ông. Ông cũng được biết đến là cha đẻ của số học. Euclid có lẽ là người đưa ra những khuôn mẫu sớm nhất và chúng vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Đó là định nghĩa, tiên đề, định lý, chứng minh. Ông cũng nghiên cứu về các đường conic. Cuốn sách cơ bản của ông được tất cả những người có học ở phương Tây biết tới. Ngoài các định lý quen thuộc của hình học, cuốn sách cơ bản còn chứng minh rằng căn bậc 2 của 2 là số vô tỷ và có vô hạn số nguyên tố. Một số người nói rằng người vĩ đại nhất trong các nhà toán học Hy Lạp, nếu không muốn nói là mọi thời đại, chính là Archimedes. Dù có rất ít chi tiết về cuộc đời ông được mọi người biết tới, nhưng mà ông vẫn được coi là một trong những nhà khoa học hàng đầu của thời kỳ cổ đại, đặc biệt là trong lĩnh vực toán học. Plutarch đã viết, ông đặt toàn bộ niềm đam mê và tham vọng trong những sự suy xét thuần túy, nơi không có sự hiện diện của những nhu cầu tầm thường của cuộc sống. Toán học Trung Hoa cổ đại. Bắt đầu từ thời nhà Thương, toán học Trung Quốc sớm nhất còn tồn tại, bao gồm các số được khắc trên mai rùa. Các số này sử dụng hệ cơ số 10, hệ cơ số tiến bộ nhất trên thế giới vào thời điểm đó, và các phép tính toán được thực hiện bởi bàn tính. Thời điểm phát minh ra bàn tính thì không rõ, nhưng có thể nó đã được sử dụng trước thời điểm này. Ở Trung Quốc, vào năm 212 trước công nguyên, vua Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh đốt tất cả sách ở trong nước. Cho dù lệnh này không được tuân thủ hoàn toàn, nhưng ta vẫn biết rất ít về toán học Trung Hoa cổ đại. Từ triều Tây Chu, công trình toán học cổ nhất còn tồn tại sau cuộc đốt sách đó là Kinh Dịch. Trong đó sử dụng 64 quẻ 6 hào cho mục đích triết học hay tâm linh. Các hào là các bộ hình vẽ gồm các đường gạch đậm liền hoặc đứt nét đại diện cho dương và âm. Về sau, nhà Hán tiếp tục phát triển toán học. Phần quan trọng nhất trong số đó là cựu chương toán thuật, bao gồm 264 bài toán chữ chủ yếu là nông nghiệp, thương nghiệp, áp dụng hình học để đo chiều cao và tỷ lệ trong các chu chiền, công trình. Ngoài ra còn có các kiến thức về tam giác vuông và số pi. Nó còn có cách áp dụng nguyên lý Cavalieri về thể tích, đặt ra chứng minh toán học cho định lý Pythagore và công thức toán học cho phép khử Gauss. Công trình này đã được chú thích bởi Lưu Huy vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Trong hàng nghìn năm sau nhà Hán, bắt đầu từ nhà Đường và kết thúc vào nhà Tống, toán học Trung Quốc phát triển thịnh vượng. Nhiều bài toán phát sinh và giải quyết trước khi nó xuất hiện ở châu Âu, bao gồm số âm, định lý nhị thức, phương pháp ma trận để giải hệ phương trình tuyến tính và định lý số dư Trung Quốc về nghiệm của hệ phương trình đồng dư bậc nhất. Ngoài Tổ Sung Chi, người đầu tiên trên thế giới tính được số pi chính xác đến 7 chữ số thập phân, Trung Quốc còn có rất nhiều nhà toán học nổi tiếng. Nhà khoa học Shen Kuo đã sử dụng các bài toán liên quan đến giải tích, lượng giác,
khí tượng học, hoán vị. Nhờ đó tính toán được lượng không gian địa hình có thể sử dụng với các dạng trận đánh cụ thể. Bình minh của toán học châu Âu. Các nhà toán học châu Âu Trung Cổ có niềm tin rằng toán học là chìa khóa giúp họ hiểu được thứ bậc trong tự nhiên. Triết gia Boethius đã viết cuốn sách Về số học, được xem là sách giáo khoa toán học chính của Tây Âu trước thế kỷ 12. Nó là một cuộc thảo luận triết học về các con số, mối quan hệ và ý nghĩa của chúng. Đặc biệt, Boethius đã đưa ra khái niệm 4 con đường để chỉ các môn số học, hình học, thiên văn học và âm nhạc. Vào thế kỷ 12, các học giả châu Âu đã bắt đầu đi tìm các văn bản liên quan đến toán học viết bằng tiếng Ả Rập. Những nguồn mới này đã làm lóe lên một thời kỳ hồi sinh của toán học. Fibonacci vào đầu thế kỷ 13 đã đưa ra công trình toán học quan trọng đầu tiên tại châu Âu. Thế kỷ 14 đã chứng kiến sự phát triển của các khái niệm toán học mới để giải quyết một loạt bài toán. Tuy vậy, vào buổi bình minh của thời kỳ phục hưng, toán học vẫn còn bị hạn chế bởi các ký hiệu công kênh sử dụng hệ ghi số La Mã và diễn đạt các quan hệ bằng từ ngữ hơn là bằng ký hiệu. Đến thế kỷ 16, các nhà toán học châu Âu bắt đầu tạo nên những bước tiến mới. Bước tiến đầu tiên là nghiệm tổng quát của phương trình bậc 3, bậc 4 xuất bản lần đầu tiên trong cuốn Ars Magna. Từ thời điểm này, toán học phát triển nhanh chóng, bổ trợ và lấy lợi ích từ các tiến bộ mới cùng thời của vật lý học. Quá trình này càng được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong ngành in. Thế kỷ 17 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng thấy của các ý tưởng toán học và khoa học trên toàn châu Âu. Hình học giải tích được phát triển bởi René Descartes, một nhà toán học và triết học người Pháp. Tiếp đó, dựa trên những công trình đi trước, Isaac Newton, nhà bác học người Anh đã khám phá ra các định luật của vật lý để giải thích định luật Kepler, đưa đến một khái niệm bây giờ ta gọi là giải tích. Xuyên suốt thế kỷ 19, toán học nhanh chóng phát triển. Một trong những nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại đã xuất hiện, đó là Carl Friedrich Gauss. Ông đã làm nên các công trình có tính cách mạng về hàm số với biến phức trong hình học và về sự hội tụ của các chuỗi. Ông đã đưa ra chứng minh đầu tiên của định lý cơ bản của đại số và của luật tương hỗ bậc hai. Thế kỷ này cũng chứng kiến sự phát triển của hai dạng hình học phi Euclid. Tính chuyên nghiệp của nhà toán học ngày càng trở nên quan trọng vào thế kỷ 20. Mỗi năm hàng trăm bằng tiến sĩ trong toán học được trao và nó bắt đầu xuất hiện trong giảng dạy. Vào buổi bình minh của thế kỷ 21, rất nhiều nhà giáo dục đã bày tỏ quan ngại về một lớp người nghèo không được học hành về toán học và khoa học. Chính toán học, khoa học và công nghệ đã cùng nhau tạo nên những tri thức mà các triết gia cổ đại không dám mơ đến. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!